em tên là Trần Thiên Quốc, năm nay em 26 tuổi, quê em ở Vĩnh Long, hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm nghề gì? Dạ em làm bác sĩ nha khoa. Bác sĩ nha khoa. À, rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em là Thanh Thúy, hiện nay em 26 tuổi, em ở Sài Gòn, em làm nhân viên văn phòng ở một công ty về sáng tạo. Quê mình ở Sài Gòn luôn hả bạn? Dạ. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ trước giờ em trải qua hai mối tình rồi. Hai mối tình dài không bạn? Sâu dạ. Sắc không? Dạ, nói chung mối tình đầu tiên của em thì cũng hơn 3 năm, tình thứ hai cũng hơn 1 năm anh. Lý do chia tay? Dạ nói chung là người con gái em quen thì nói chung em cảm nhận họ không có thật với mình á. Qua hai mối tình rồi em cũng cảm thấy là mất niềm tin với con gái. Thôi, tại sao lại mất niềm tin? Mối tình đầu tiên của em là người đó chủ động với em tất cả. Là vậy tốt chứ sao đâu. Em cũng chủ dạ, động. Chủ động quen em, chủ động nắm tay em, chủ động hết tất cả. Chủ động buông tay em luôn. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi cuối cùng cái mối tình thứ hai thì sao? Dạ thì mối tình thứ hai người đó vừa quen em mà vừa quen thêm một người khác nữa hả chị? Trời. Là hai cái vậy là rồi là giờ là mất niềm tin luôn đó hả? Dạ. Con hiểu rồi, hiểu câu chuyện của em rồi. Còn câu chuyện bên kia thế nào? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi bạn? Trước giờ thì em có đơn phương thì cũng nhiều lắm. Tại chắc em bị mê trai. Mê trai mà sao mê không anh nào mê lại hết trơn hả? Có nhưng mà nó không có song phương á chị. Dạ. Lúc mình thích thì người ta không đúng thích. Đúng rồi, gọi là theo tình tình vậy mà. Bên kia cũng một bi kịch, bên đây cũng một bi kịch. Trời ơi. Cũng dễ thương. Thôi giờ mình bỏ qua cái đó đi. Nói chuyện buồn quá, mệt quá. Em nghĩ là em bị một gái là em thẳng tính quá, với lại giống như bạn bên kia nói là không thích con gái chủ động á, mà em lại là người rất là chủ động. Chết. Tức là em thích một thời gian và em chịu không nổi là em sẽ nói ra. Nhưng mà nhiều khi người ta lại không thích như vậy. Có nhiều thứ mình tỏ ra mạnh mẽ quá thì con trai sẽ không thích. Không, chị thấy cái chuyện đó thì bình thường. Bây giờ nam nữ bình đẳng. Đây, để bạn trai giải thích nè. Thích thì mình nói thôi. Đối với mình á, là mình cũng thích một người con gái chủ động và mạnh mẽ. Nên vấn đề là bạn cứ yên tâm. Bây giờ mình chia sẻ chút xíu về những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Đúng rồi. Nói chung là em cũng đảm đang lắm anh. Công việc nhà là em cũng làm được hết. Như là nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, vân vân. Được, tốt. Giống tôi. Gì nữa? Dạ, em cũng thích chơi thể thao, thích đi du lịch. Ừ. Dạ. Thể thao chơi môn gì bạn? Dạ, em chơi bóng bàn với bóng đá chị. Rồi. Dạ. Còn khuyết điểm của em là em hơi nóng tính một xíu. Nhưng mà cái sự nóng tính đó của em nó rất là nhanh quên. Thí dụ em nóng tính với người yêu của em chẳng hạn, sau khoảng 15-20 phút sau đó em bình tĩnh lại, em suy nghĩ lại, nếu như em sai là em sẵn sàng đi theo người đó, em năn nỉ. Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em là em quyết đoán, còn khuyết điểm thì cũng giống bạn nam là em cũng nóng tính, rồi em cũng dễ quên luôn. Tức là em nóng rồi xong cái em chửi ầm xà phèo lên, xong rồi sau đó em sẽ quên. Có đặt ra mẫu người bạn trai mình mong muốn khi đến với chương trình là như thế nào không? Bây giờ em thực tế hơn hồi xưa rồi. Hồi xưa thì em giống như mê trai mà ai mà được mắt đó là ào thôi. Còn bây giờ thì em muốn là người đó có một cái công việc ổn định, biết nấu ăn như bạn là em thấy thích rồi đó. Dạ. Em cũng muốn tìm hiểu về gia đình nữa. Mình cưới một người là mình cưới cả dòng họ của người ta mà, nên là nếu mà cảm thấy không hợp hay gì đó thì cũng phải cân nhắc cái vấn đề đó. Là mình đưa ra tiêu chuẩn như thế nào? Bạn muốn gia đình như thế nào? Em không thích gia đình, không thích người Bắc. Thì bạn này rồi, ok rồi. Còn nên là... Cái này không được, anh phải qua tranh cãi với em mới được. Cái này anh không chấp nhận. Ở đâu cũng vậy hết trơn á. Có người tốt, người xấu. Trong Nam, ngoài Bắc hay bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Dạ. Em gái dễ thương mà. Nha, hứa với anh thay đổi đi. Dạ. Nha. Anh làm mai này kia, anh bên kia đẹp trai lắm. Hết mê trai rồi. Giờ lập tế rồi anh. Ok. Còn điều gì nữa không? Về vóc dáng bên ngoài. Cao hơn em để cải thiện nồi giống chị. Mình có cái chuẩn nào mình đưa ra không? Không, em thì cũng dễ tính lắm chị. Nhưng mà tại vì có một cái là em hay nói chuyện theo kiểu là bắt bẻ người khác á. Nên là nhiều khi bạn kia bạn hiền quá thì nhiều khi em sẽ bị chán. Có thể bạn nó lanh lanh một chút xíu. Rồi. Bạn nữ chia sẻ vậy thì nãy giờ bạn nam cảm thấy như thế nào? Em cũng lanh lắm chị. Lanh không? Dạ lanh chị. Bác sĩ lanh. Lanh mới tư vấn được nhiều bệnh nhân, mới làm được nhiều tiền với chị. Đúng rồi. Rồi không muốn của em tìm một người yêu thế nào? Dạ thì nói chung em dễ lắm anh. Thì em cũng muốn tìm một người cao khoảng 1m55 trở lên. Dễ dễ nhìn xíu. Nhưng mà đối với em á là điều quan trọng nhất á là xác định yêu nhau rồi á
là phải thật lòng với nhau. Rồi. Em chỉ cần một người thật lòng. Dạ. Mất niềm tin lần nữa là dạ. Mệt lắm á. Chào em, cùng quê chị đó. Hôm nay là ủa anh Linh có đăng ký khám răng hả? Chứ sao mặc áo blue lên đây? Dạ tại nãy em đi qua đây cũng gấp á chị, rồi nên em đang làm đi qua đây luôn. Anh tính để hồi cho cô kia bất ngờ. À vậy hả? Hồi cô kia hết bất ngờ, hồi cô thấy tự nhiên có bác sĩ xuất hiện cô bất ngờ. Đâu có gì, hồi cái này lại cũng bất ngờ nè. Đó hồi vậy mình bất ngờ. Rồi em bình lên cỡ. Làm vậy đó. Bây giờ em làm lộ ra rồi hết làm rồi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình đến với chương trình là mình có dự định là nếu mà được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân gì không? Dạ nếu như được thì có lẽ là qua Tết hoặc là cuối năm sau á chị là sẽ tiến đến hôn nhân. À mình lập nghiệp ở thành phố luôn hay là mình về quê? Dạ thì tùy theo bạn nữ nữa chị. Là mình đi theo bạn nữ cũng được luôn? Dạ. Ủa sao dễ vậy? Bác sĩ làm đâu không được. Anh hiền quá ha, mặt mày hiền lành. Ủa nhưng mà mình có tật xấu gì không? Bác sĩ nha khoa nhưng mà em có hút thuốc nhưng mà em hút ít à. Nhậu nhạt gì dữ không? Dạ không, nhậu thì em thua. Em uống khoảng 1-2 ly để xả dao thôi chị. Rồi, được rồi, vậy rồi. Là ổn lắm rồi. Dạ. Đơn giản vậy thôi.